mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những điều phái nữ cần biết. Bài thuyết giảng của bác sĩ Bành Hâm. Hôm nay trong hội trường này, tuy quý ông hiện diện tới 80%, nhưng tôi vẫn xin giảng về những điều cần tránh, cực kỳ quan trọng dành cho phái nữ. Bởi vì đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sức khỏe và vấn đề sống còn của các cô. Tôi muốn các cô hiểu rõ để tự bảo vệ tốt cho mình, không vì mù mờ ngây thơ mà tự làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, vô tình thành tự hủy hoại mình mà không hay. Quý vị đừng tưởng là chỉ có nam giới phóng túng tình dục mới bị tổn thương tinh thần lẫn sức khỏe, mà cả nữ giới cũng vậy. Hôm nay tôi xin liệt kê những điều nguy hại để hai phái nam nữ cùng biết mà tự bảo vệ tốt cho mình. 1. Không nên thủ dâm. Xin cảnh báo với tất cả, đây là mối nguy hại đầu tiên. Bởi hành vi tự thỏa dục, ngoài việc làm tổn thương thận, còn gây hại trực tiếp đến dáng vẻ bên ngoài, nhất là đối với nữ nhân, đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan. Tôi đã chẩn trị lâm sàng cho nhiều cô. Ngay lúc đó, do quá xấu hổ nên họ không dám thổ lộ gì. Nhưng sau khi về nhà, họ đã viết thư cho tôi, thú nhận rằng từ thuở còn rất nhỏ, do sớm tiếp xúc với văn hóa đồi trụy và phim ảnh xét nên họ đã nhiễm nặng thói xấu này. Quý vị có biết kết quả tai hại của việc tự thỏa dục sẽ biểu hiện ra ngoài như thế nào không? Đầu tiên là tóc trên đầu sẽ bị rụng từng nhúm, mặt nổi đầy mụn độc, mọc nhiều nhất ở quanh cằm vì vùng này biểu trưng cho thận. Đối với bản thân, đương sự luôn thiếu tự tin, dễ bị đả kích. Do thần khí không đủ nên nhan sắc u ám. Còn một biểu hiện xấu khác nữa là sắc mặt đương sự luôn tái mét, kể từ ấn đường đến vùng quanh miệng luôn bị nhợt nhạt, mét dạt. Một khi xuất hiện những biểu hiện trên, chứng tỏ nữ nhân đã bị suy thận. Nếu bạn cho rằng tôi nói sai, vì bạn là mỹ nữ và vẫn thấy mình hãy còn rất đẹp. Nhưng tôi khẳng định, hành vi tự thỏa dục đồng nghĩa với việc tự hủy dung nhan và phước tướng. Nếu bạn không tự thỏa dục, bạn sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nhan sắc bạn sẽ rất trong sáng, thanh khiết. Chúng ta sống, quan trọng nhất là tâm ý. Nhưng các cô không chú trọng giữ tâm ý thanh khiết mà chỉ lưu tâm đến dung mạo, song chẳng hề biết rằng hành vi tự thỏa dục ngoài việc làm hại thể xác còn gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần. Đây là điều cảnh báo thứ nhất. 2. Không nên phá thai. Tôi đã chứng kiến gặp qua nhiều cô phá thai dẫn đến phát sinh bệnh phụ khoa rất nhiều. Đa số các cô tuổi từ 25 đến 35 vào thập niên 1970 đến 1980 là thời điểm tệ trạng phá thai này phát ồ ạt tập thể. Khi các cô đến chỗ tôi khám bệnh phụ khoa thì hết 80% đều có bề dày lịch sử phá thai. Hơn nữa, những bệnh phụ khoa liên can đến phá thai phải nói là vô cùng khó trị. Hiện nay y học cũng cho rằng hễ nữ nhân phá thai một lần thì sẽ hạ thấp 25% khả năng sinh dưỡng. Suy ra, nếu phá thai 4 lần thì năng lực này hạ thấp đến tận cùng. Cho nên quý vị hãy quan sát, thử nhìn chung quanh xem. Hiện nay đa số các cô mang thai thường bị các chứng sảy thai, đẻ non, thai chết trong bụng. Phải biết nguyên nhân là do đâu. Thực ra do bản thân các cô trước đây đã sống quá vô trách nhiệm, không biết trân quý mạng sống và sức khỏe mình. Do đã có tiền sử phá thai
nên về sau các cô rất dễ mắc các bệnh, mất khả năng sinh dưỡng. Như tôi vừa liệt kê ra, phải gọi là bệnh vì dù các cô có thể mang thai nhưng rất khó sinh, khó dưỡng là do phá thai dẫn đến tổn thương sức khỏe, chịu lấy hậu quả này. 3. Không nên ăn mặc hở hang. Đây là điều cần tránh. Hiện nay đa số các cô vì muốn mình trở nên quyến rũ và hấp dẫn trước nam nhân nên rất ưa ăn mặc hở hang. Có người ăn giận hầu như khoe hết thân thể ra ngoài. Đa số các cô thích mặc áo hai dây hoặc kiểu y phục nào mà có thể khoe lưng, eo, hông, bụng, rốn, đùi, vân vân ra ngoài. Cho dù mặc áo hay quần, các cô vẫn luôn khoái cho hở rúng, hở eo. Nhưng các cô hoàn toàn không biết rằng sau lưng và vùng bụng, eo, hông có rất nhiều yếu huyệt quan trọng. Nếu mặc hở như thế là vô tình phơi hết các yếu huyệt ra ngoài. Vào mùa đông, có cô còn mặc váy ngắn, quần ngắn, khoe đùi ra ngoài. Cho dù là có mang vớ giày đi nữa thì vẫn khiến toàn bộ đôi chân bị phơi ra đón gió lạnh. Đây gọi là chịu giá rét để khoe nét mỹ lệ, có phải không? Tôi thấy có nữ diễn viên nọ khi vào dự hội lãnh giải thưởng phim, cô mặc rất hở hang, xem như từ đầu đến lưng và toàn bộ phần vai, ngực đều phơi hết ra ngoài. Nhưng cô lại ngồi dưới hướng máy lạnh phả tới, khiến cô hắt xì liên tục. Để bớt lạnh, cô phải đưa tay ôm vai, thu mình co ro. Ta hãy xem, trong khi quý ông thể lực mạnh hơn, cũng đồng một cảnh trạng này, nhưng họ lại ăn dần kín đáo, khoác âu phục sang trọng đến hai ba lớp, nên bản thân họ đã an toàn, lại càng khỏe thêm. Còn cô nữ diễn viên này đang cố phô nét đẹp của mình trong giá lạnh. Hiện tại trong cô không thoải mái chút nào, mà cô cũng không biết mình mặc như vậy rất có hại cho sức khỏe. Sau này các cô sẽ bị các chứng bệnh như tôi đã liệt kê. Các cô không hề biết ăn dần hở hang như vậy là tự làm tổn thương thân thể mình rất nghiêm trọng. Sở dĩ các cô ăn mặc như thế là vì muốn hấp dẫn người khác phái, muốn khoe hết nét kiều diễm ra. Cô nào muốn tỏa sức thu hút, khiêu gợi, ưa khoe body thì thường dùng phương thức này để thể hiện. Nhưng các cô không hề biết rằng ăn mặc hở hang, lộ thể như thế đã vô tình khiến thân mình bị tổn thương phi thường nghiêm trọng. Vì sao tôi khẳng định như vậy? Tôi xin cảnh báo, với tư cách là một bác sĩ đã dày dặn kinh nghiệm chẩn khám, có quá trình trị bệnh lâu năm cho quý cô, chứ không phải với tư cách của một người khó tính, ưa bắt bẻ, tùy tiện nói bừa vô căn cứ. Đã có một cô gái hỏi tôi, không hiểu sao tôi rất dễ bị cảm ho. Có phải trước đây cô ưa mặc áo hở lưng? Đúng thế, tôi rất hay mặc kiểu y phục này. Cô mặc vào thời tiết nào? Thường là vào mùa hạ. Phải biết, vào mùa hạ, nơi thân thể người dương khí hay bị phát tán ra ngoài. Do thân toát mồ hôi nên lỗ chân lông nở to. Lúc đó cô lại mặc y phục hở hang, vì tưởng rằng vào mùa hè oi bức sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cô quên rằng hiện nay trong nhà đa số chuyên xài máy lạnh. Một khi cô bước vào phòng lạnh thì hàn khí kia sẽ xông thẳng vào người cô. Nó xâm nhập bắt đầu từ đâu? Từ huyệt đại chùy sau lưng cô. Đại tức là đại trong lớn nhỏ, chùy là dùi của mũi khoan. Khí lạnh sẽ vào từ cửa huyệt đại chùy, đi thẳng vào nội thể cô, trực tiếp gây tổn thương phổi, phế khí. Một người mà phế khí không đủ, tương lai sẽ bị trăm bệnh phát sinh, dẫn đến dễ cảm. Đây là điểm nguy hại đầu tiên do mặc y phục kiểu hai dây hở ngực gây tổn thương thân thể. Còn điểm nguy hại kế nữa là mặc hở rốn. Đồng ý chúng ta luôn cho rằng dùng dưới rốn đan điền là nơi quý báu. Nếu mà mặc hở, khoe hai đại huyệt này ra ngoài, chưa kể phía sau lưng còn có huyệt mệnh môn cũng bị phơi ra, rất có hại. Vậy có hại như thế nào? Chính là khó mang thai, khó sinh, khó dưỡng, gọi là hội chứng tử cung bị lạnh. Chúng ta đều biết tử cung là nơi thai nhi trú ẩn, khi hài nhi ở trong thai mẹ, nơi trú ngụ được xem như là cung điện của bé. Nếu phòng ở bị lạnh ẩm thì hài nhi trụ ở đó rất khó khăn, khó tồn tại.
Do các cô khoái để hở các vùng bụng, rốn, eo, lưng nên đã vô tình làm cho tử cung bị lạnh, sau này sẽ xuất hiện chứng thai chết trong bụng. Đó là lý do vì sao ngày nay thấy có nhiều cô mang thai 3-4 tháng, thậm chí được 6-7 tháng đi nữa vẫn hay gặp cảnh sảy thai đẻ non. Tại sao như vậy? Vì tử khí, hàn khí tích tụ trong thân các cô quá nặng, gây trệ huyết, nghẽn mạch mà thành ra như thế. Thêm một điều nữa, kiểu y phục khoe đùi, khoe chân ra ngoài, vô tình hướng khí lạnh thổi tới, khiến kinh mạch đồng bế bị nghẽn. Quan trọng nhất là hai kinh gan thận bị bế mà gan thận của phụ nữ chủ về bào cung. Một khi hai kinh mạch này bị bế thì tương lai các cô sẽ mắc các bệnh phụ khoa như tử cung sinh bướu, bụng bị viêm. Còn một chứng cạn nữa, đó là bệnh gì? Xin thưa, chính là trong tương lai khi các cô quá 45 tuổi sẽ bị bệnh phong thấp. Vào năm 2003, tôi giữ nhiệm vụ đón tiếp và phiên dịch giảng dạy cho một nhóm người Âu qua đây xin tìm hiểu khoa châm cứu ở nước ta. Sau khi họ quan sát các cụ già nơi đây xong, ông trưởng đoàn ngạc nhiên phát biểu: ở nước chúng tôi, đa số những người già trên 80 tuổi đều phải ngồi xe đẩy, nhưng không ngờ nơi đây có rất nhiều người già không cần xe đẩy mà lại đi đứng hoạt động vô cùng mạnh khỏe. Vì sao quý vị biết không? Bởi những văn hóa tuyên dương sự kính đáo, cẩn trọng lễ nghi mà tổ tiên lưu truyền để lại cho chúng ta, thảy đều là tinh hoa quý báu. Nếu ta biết tôn trọng, hành theo lời giáo huấn vàng ngọc này, thì thân thể sẽ tự nhiên khang kiện. Riêng các nước Tây Phương, phần đông phụ nữ rất ưa mặc kiểu khoe chân, sao sẽ bị gió lạnh xâm nhập, khiến quá tuổi 45 họ sẽ đi đứng khó khăn, không còn nhanh nhẹn, dễ bị các chứng phong thấp hoặc những bệnh tương tự. 4. Không nên phóng túng tình dục. Điểm nguy hại cuối cùng tôi muốn nhắc nhở các cô là không nên phóng túng tình dục, lạm tình, sẽ gây tổn thương tinh lực. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, nếu các cô phóng túng tình dục, nghĩa là một phụ nữ mà quan hệ với quá nhiều bạn tình, chuyện này đối với bản thân các cô chính là hành vi tự sát, tự hủy hoại bản thân mình. Vì cổ nhân có câu: tam tinh thành nhất độc, chuyên tổn bất khiết nữ, là hàm ý gì? Có nghĩa là tinh dịch của ba nam nhân hợp lại sẽ biến thành một chất kịch độc, gây tổn hại cho những cô bất khiết hay quan hệ nam nữ bừa bãi. Thế thì mức độ tổn thương ra sao và nặng như thế nào? Các cô sẽ mắc một loại bệnh mà thời cổ đại gọi là sản hồi độc, còn nói theo hiện tại thì là bướu cổ tử cung. Điều này hiện nay khoa học cũng đã chứng minh. Tại nước Mỹ, các bác sĩ sau khi đi chẩn khám nơi một nhà giam nọ, bất ngờ phát hiện các cô gái hành nghề mại dâm bị chứng bướu tử cung cao hơn gấp 5 lần so với những phụ nữ bình thường. Phần tôi, lúc theo học y khoa và đang thực tập tại bệnh viện, hồi đó bên cạnh y viện là chỗ các cái điểm tụ tập, bọn họ thường vào khám bệnh phụ khoa. Tôi kinh ngạc khi thấy các cô hết 80% đều mắc chứng bệnh này. Cổ tử cung đều bị thối rữa cả. Bệnh phát tiếp theo chứng thối rữa cổ tử cung chính là tử cung bị bướu, biến chứng phi thường lớn. Sau bao năm làm trong ngành y, tôi dám khẳng định những người hành nghề mại dâm bị vướng các bệnh nguy hại kia quả thực nhiều vô kể. Điều này đã chứng minh lời cảnh báo của cổ thánh tiên hiền là chân thực. Nếu các cô bất tuân hoặc gì không biết mà cứ sống buông thả, phóng túng tình dục thì chính là đang tự hủy hoại mình, tự chiêu mời và rước vào những căn bệnh khủng khiếp. Tôi chỉ cảnh cáo thôi, vì nếu tôi biết mà không chịu nói ra thì rất là có lỗi. Nhưng tin hay không, có chịu bảo vệ và yêu quý thân mình hay không, đó là phần của quý vị.